Thân ái chào các bạn và các cháu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh dẻo trung thu đậu xanh. Bây giờ ta bắt đầu đãi đậu xanh. Các cháu nhớ đãi đậu xanh là phải bóp như vậy này đó. Xong rồi các cháu làm như vậy này, nó gặn như vậy nè. Đó, gặn như vậy này là nó ra rất là nhanh. Và nếu mà các cháu không biết đãi đậu là đãi lâu lắm. Đó, đãi như vậy nè. Các cháu thân mến, đây là 3 lạng đậu xanh mà cô đã ngâm từ chiều, bây giờ cô đãi sạch sẽ rồi. Mà các cháu mà không đãi được đậu thì các cháu có thể mua đậu đãi sẵn, đậu chóc vỏ rồi ấy, nhưng mà đậu chóc vỏ rồi thì nó không có ngon bằng cái đậu mình mua cả vỏ mình đãi đâu. Cô đãi như vậy này đó, cô cứ gần gần như vậy nè, đó, gần như vậy là đậu nó ra hết cái mày. Và còn ít mày thì ta phải lượm, là cả cái mày đậu thì ta phải lượm từng hạt một. Đó, cô cứ gần như vậy nè, các cháu nhớ nhìn nè, chú ý nè. Các cháu coi phim, các cháu phải chú ý, các cháu mới làm được. Các cháu cứ nhìn thoáng qua không làm được đâu. Đây nè, đậu cô rất là sạch, rồi cô chén rất là trong. Bây giờ cô bắt đầu đổ vô nồi để nấu. Đây là 3 lạng đậu cô mua ở ngoài chợ. Đậu xanh có vỏ đó. Giờ ta bắt đưa đậu đổ nước vào nồi để nấu. Mình đổ nước xúc xắc mặt đậu cho các cháu. Đó. Cô quay phim một mình cho nên là các cháu khó nhìn. Đó. Các cháu nhìn đây nè. Nước xúc xắc mặt đậu, bằng bằng mặt đậu. Ta bắt đầu bắt lên bếp để nấu. Đậu của mình đã sôi rồi thì ta cứ phải mở nắp như vậy nè. Đó, nó sôi rồi ta lại nắp mở ra, ta lại vào. Nhưng mà mình đừng có mở nắp ra thì nồi đậu nó không có ngon. Thì vì nó khô ở trên á, nó không có ngon. Đó, các cháu nhìn cô nè. Đó, sôi con mở nắp ra. Xong nó lại tiếp vào. Rồi sôi lại mở nắp ra, đậy vào. Chứ mình đừng có mở nó luôn là nồi đậu nó khô, nó không có ngon. Đó, mình mở ra cũng được thôi nhưng mà nó sẽ khô ở trên. Đó, cô là người ta nấu làm sao không biết, cô là cô toàn nấu như vậy không à. Đó, nó sôi mình mở ra xong mình lại vào. Cô ngày xưa giờ cô toàn nấu đậu như vậy. Cháu để ý nè, bây giờ đậu của cô đó nó đã gần cạn được rồi, bây giờ nó không có thể trào được nữa. Bây giờ cô để lửa nhỏ cho nó chín. Đó, cô để lửa nhỏ cho nó chín mà đậu của cô không thể trào được nữa là cô đậy nắp. Cô nấu này giống như nấu cơm vậy các cháu ạ. Đó. Trong khi chờ đợi giai đậu xanh nó chín, bắt đầu cô đi nấu nước đường. Bây giờ cô cân 3 lạng đường. Cô cân 3 lạng đường, 3 lạng nước. Bây giờ cô bắt đầu cô bắt lên cô nấu. Bây giờ ta cho vào một chút muối. Tiếp cho nghe các cháu, một chút muối và một ống vani. Bây giờ cô dùng đũa quậy lên cho nó sôi một cái là được. Không cần sôi lâu, chỉ cần sôi lên một cái là được đó các cháu ạ. Bây giờ nồi đường của ta đã sôi rồi, ta tắt bếp và ta đem ta quạt cho nó nguội. Bây giờ ta thử xem nồi đậu xanh của ta đã chín chưa các cháu. Hết nước rồi, ta chân thêm một miếng nước vào. Hết nước rồi các cháu chân thêm một miếng nước vào cho nó cháy. Đó, ít thôi.
Nó chưa được mềm lắm, ta để một lát nữa cho nó mềm. Bây giờ trong khi chờ đậu xanh chín, cô đi rang mè và rang hạt dưa. Cái mè với hạt dưa là mình muốn cho bao nhiêu là mình cho, không bắt buộc các cháu ạ. Mình cho nhiều thì nó ngon mà cho ít thì nó lại không ngon vậy thôi. Mình rang hạt dưa mình có thể cho lửa nhỏ với các cháu, mình đừng rang lửa to thì sao nó sẽ cháy. Hạt dưa mình đã vàng rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Bây giờ cô đổ cái hạt dưa ra cái mâm này. Cô tiếp tục đi rang mè. Mè của cô nó cũng chín rồi, cô bắt đầu tắt bếp. Ta đổ cái mâm này đổ chung luôn các cháu. Đó, mè với đổ chưa ta đổ chung. Cháu ơi, bây giờ đậu xanh của cô đã chín rồi. Cô bắt đầu nhắc ra. Đậu xanh của cô đã chín mềm rồi, cô bắt đầu nhắc ra. Các cháu ơi, đây là một phần ba nồi đậu xanh cô múc ra để mai cô làm chè bột lọc. Các cháu coi nè, một phần ba nồi chè đậu xanh cô múc ra, nồi đậu xanh cô múc ra để mai cô làm bánh bột lọc. Làm chè bột lọc cũng được, bánh bột lọc cũng được, cô cho lên một chút muối. Đó, bây giờ cô làm tiện cô làm luôn. Cô gọi như vậy này, coi như là cô nấu 3 lạng đậu xanh mà cô lấy ra 1 phần 3 thì tức là còn 2 lạng đậu xanh làm bánh dẻo. Bây giờ thì cô nặn nhân để mai cô làm bánh chè bột lọc các cháu ạ. Chứ cô để mai mà cô nặn thì nó khô không nặn được. Các cháu cho cô ngắt một khúc nhé, để cô nặn cái này để cô làm mai cô làm chè bột lọc. Chè bột lọc cũng được mà bánh bột lọc cũng được. Các cháu ơi, đây là một dĩa đậu xanh cô đã nặn sẵn để ngày mai cô làm chè bột lọc đó. Thì vì hôm nay cô tiện làm đậu xanh cô làm luôn chứ ngày mai nấu ít quá. Các cháu ơi, đây là 3 lạng đậu xanh mà cô đã lấy ra 1 lạng để làm chè bột lọc rồi, bây giờ còn 2 lạng, coi như đây còn 2 lạng đậu xanh. Ta bắt đầu bỏ vô một chút muối, một chút muối, một ống vani. Và bắt đầu ta đổ đường vào. Cô cân 2 lạng đường mà cô đổ từ từ thôi. Chứ còn đậu xanh cô ít làm lắm nhưng không có nhớ, không có lại lượng đường của nó. Cô bắt đầu xên đường. Mà mình xên lửa thật nhỏ thôi các cháu ạ. Ta bắt đầu xên đậu xanh. Đậu xanh này xên là phải xên lửa nhỏ thôi. Chứ còn không xên lửa to được. Tại vì xên lửa to là đậu xanh dễ bị cháy lắm. Mà các cháu phải xên cho nó khô đậu để ăn nó mới ngon. Coi như là cái nhân đậu xanh của nó khô ăn mới bùi được. Chứ nếu mà nhân đậu xanh của nó mà ướt ướt là ăn bánh dẻo không có ngon. Mà nó dễ thiêu nữa. Các cháu ơi, bây giờ đậu xanh của ta đã rất là khô rồi. Ta bắt đầu tắt bếp. Các cháu biết không, cái đậu xanh này là bánh dẻo nè. Nó phải khô nó mới ngon, mới bùi. Và nó khô thì nó lại lâu thiêu, chứ còn các cháu làm ướt là thứ nhất là không ngon, thứ hai là dễ thiêu lắm. Cô thì cô làm đậu xanh tươi cô đãi thôi chứ cô không làm đậu xanh đãi sẵn. Bây giờ thì mình dùng quạt mình thổi cho nó nguội các cháu ạ. Quạt mình thổi cho nó nguội để mình bỏ mè với lại hạt dưa cho nên nó không có yếu. Đó, bây giờ cô để cho nó nguội. Các cháu ơi, bây giờ đậu xanh của cô nó rất nguội rồi. Bây giờ ta bắt đầu đổ hạt dưa với mè của ta trộn. Đó, còn dưa về ta bóp như vậy nè cho nó đều.
ơi, đây là hai lạng đậu xanh mà cô đã nặn được 2 cục nè, 4 cục nè, 6 cục, 8 cục, dư một ít nữa. Hai lạng đậu xanh cô nặn được 8 cục. Cô cho vô một lạng mốt đường, các cháu nhớ nhá, một lạng mốt đường. Bây giờ cô nặn đậu xanh cục này là 60g, bây giờ cô bắt đầu nặn bánh. Bây giờ cô cân đường, đường nước là một lạng mốt đường nước. Một lạng nước, mốt đường nước và cục đậu xanh 60g. Và cái bột bánh bánh dẻo này là 60g bột, các cháu nhớ nhá. Bây giờ cô bắt đầu. Bây giờ ta bắt đầu cho vào đây một chút hương bưởi. Một chút hương bưởi. Một chút nước cốt chanh. Ta bắt đầu dùng đũa quậy lên. Bây giờ ta bắt đầu rây bột vào trong cái tô này. Đó, ta bắt đầu rây bột vào đây. Rồi ta bắt đầu dùng đũa quậy lên. Các cháu chú ý nè, bây giờ cô bắt đầu cân bột làm bánh dẻo nè. Cô cân đây là một lạng mốt đường. Một lạng mốt đường và 60g bột. Nay cô cho giác lên một tí đi, thì bữa nó hơi nhão nhão một tí. Bây giờ cô cho vô đây là một chút hương bưởi, một chút nước cốt chanh. Bây giờ cô bắt đầu rây bột vào đây. Ta bắt đầu dùng đũa quậy lên. Mình bắt đầu móc bột các cháu ạ. Bắt đầu ta vét sạch như vậy nè. Đó. Ta dùng cục bột ta vét sạch như vậy. Vét thật sạch. Ta dùng đũa ta khuấy như vậy nè. Vét sạch cho bột luôn. Đó. Giờ ta bắt đầu bóp bột nè. Các bạn và các cháu chú ý nha. Ta bắt đầu bóp bột nè. Bột rồi bây giờ nó nhuyễn rồi đấy. Nhưng ta đừng bóp lâu quá nha. Thì bánh dẻo thì nó đòi hỏi kỹ thuật lắm, chứ không phải như là các bánh khác đâu. Đó, bây giờ cô bắt đầu gói bột lại. Các cháu nhớ đây là bột nếp đã rang sẵn. Tất cả mọi thứ đều mua ở một chỗ ở trên Cô Mùi ở trên Biên Hòa. Cô mua ở trên Cô Mùi ở trên chợ Biên Hòa. Nước cốt hương bưởi, bột nếp rang sẵn, hạt dưa, hạt bí, hạt mè đều mua ở trên Cô Mùi ở trên chợ Biên Hòa. Còn các chợ khác thì các cháu lên chợ lớn mua, cái phần chợ nhỏ là không có đâu. Cái khoa các khuôn này cô thoa dầu sẵn rồi. Đó, bây giờ cô bắt đầu đổ bánh rang. Các cháu nhìn đây, bắt đầu ta gỡ cái này trước. Đó, ta thể bỏ trong hộp mà cô không có hộp, cô bỏ cho cái dĩa này. Đó, các cháu nhìn thấy không? Rất là đẹp. Các cháu nhớ nha, cô gói cục bột rồi là nó tròn như vậy nha. Cô bắt đầu cô bỏ vào trong khuôn, cô ép nè, đó. Nếu mà các cháu không coi không hiểu thì các cháu có thể mở video ra coi nhiều lần. Vậy là hôm nay cô đã làm được 5 cái bánh dẻo các cháu, rất là ngon và rất là đẹp. Các cháu nhớ là mua nguyên liệu là mua ở trên Biên Hòa, là ở trên Cô Mùi Biên Hòa nhé, tất cả là mua trên Biên Hòa. Đó. Xin chào các cháu và các bạn, chúc các bạn và các cháu thành công.